Lên cho em mấy quả AB với Vision đi anh. Ok, hôm nay thì em cũng về được rất là nhiều AB cũng như là Vision ấy. Thì em xin phép là lên video báo giá nhanh cho các bác, để các bác mà đang tìm những cái mẫu xe Vision hay là AB nào ấy thì chúng ta có thể tham khảo nhé. Không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa. Đầu tiên em xin phép lên chiếc AB đời 2020 này. Chính chủ một chủ từ mới nhá. Con xe này là chủ phố anh em ạ. Đấy, tất cả những video em lên này này sẽ cam kết là máy móc động cơ khung sườn là nguyên zin. Đấy. Đây, con này đang chạy chuẩn có 1.600.000 km thôi. Con xe này thì em sẽ giao dịch cho mọi người với mức giá là 32.500.000 đồng nhé. Con xe này là sẽ là AB 2018 phiên bản cao cấp khóa thông minh Smart Key. Con xe này thì em đã có sơn nhựa rồi. Đây, hai bên cánh yếm em sơn rồi và đang đặt cái phần tem này của nó để về nhé. Chưa dán tem nhưng mà thôi cứ lên video luôn. Con này của em là khóa thông minh Smart Key này. Đấy, lên cho mọi người luôn. Con xe này của em thì mới chỉ chạy có đâu bao nhiêu nhỉ? À, 2.200.000 km. Ok, con xe này thì nếu mà anh chị em lấy để cho mọi người mức giá rất là yêu thương nhé, 26.500.000 đồng. Anh chị em đã có một mẫu AB 2018 đời rất cao nhé, khóa thông minh Smart Key rồi. Tiếp theo nhé, Vision đời thấp thì em đang có con Vision 2014 này, vành 6 nan này, đồ rất là đẹp này. Đấy, con này thì 13.900.000 thôi. Lít 2016 thì con này 19.500.000 này. Vision 2013 con đấy thì chỉ bán 13 triệu thôi. Đấy, quay tiếp ra bên này nhé. AB rất là nhiều đấy. Con này AB trắng 2011 này, máy zin, động cơ nguyên bản, khung sườn không đâm ma tai nạn. Con xe này thì giao dịch cho mọi người với mức giá loanh quanh khoảng hơn 10 triệu thôi nhé. Chính xác là 13.900.000 đồng. Ok chưa? Con này là AB 2017 bản đặc biệt, em vừa mới lấy về xong, vẫn đang hơi bẩn, chưa rửa ráy gì cả, chính chủ một chủ từ mới nhé. Đây, xước một tí rồi ạ. Động cơ cam kết nguyên bản, khóa thông minh Smart Key này. Đấy, xe chạy hơn 2 vạn. Con này thì bán cho mọi người mức giá là loanh quanh khoảng tầm chưa đến 25 triệu đâu nhé. Ok chưa? Con này cũng là AB 2021 vừa mua về xong này. Đấy, xe rất là đẹp luôn, chính chủ phố luôn nhá. Con này thì để cho mọi người với mức giá nó loanh quanh khoảng tầm 33 triệu. Đấy, một chủ từ mới luôn. Đấy, xe này chạy được 2.9 vạn rồi. Đấy, vừa mua về nhá. Đấy, chủ thành phố này. Tiếp theo là AB 2020, con này chạy rất ít nhỉ. Con này cũng chủ phố nhưng mà chỉ chạy có 1.5 vạn thôi. Con này trước em lên video mà em mua trong nhà chủ rồi. Đấy, 1.5 vạn là 1.5 vạn chuẩn luôn. Đấy, anh chị em nhìn này, đấy 1.5 vạn chuẩn luôn. Con này thì giao dịch cho mọi người cũng là 32.500.000 nhé. Đây, xước có tí tiệm ở đây thôi, không đáng kể. Xe rất là đẹp luôn, rất tươi nhé. Rồi, quay ra bên này đi. Con này AB màu đỏ đen, phiên bản 2020. Con này chỉ chạy có 1.8 vạn km thôi này. Con này giao dịch cho mọi người cũng là 32 triệu nhé. Vision phiên bản 2020 khóa thông minh Smart Key. Con này chạy 1.7 vạn km. Đây, 1.7 vạn chuẩn luôn. Đấy, 1.7 vạn nhá. Mọi người cứ nhìn cái đồ ốc này của nó là biết này. Đồ ốc còn mới này thì xe chỉ chưa chạy đến 2 vạn đâu ạ. Con này thì giao dịch cho mọi người với mức giá 25.200.000 đồng. Ok chưa? AB 2017 phiên bản màu xám 3D ở trong kia. Con đấy thì khóa thường luôn, khóa cơ. Con này em sẽ bán với mức giá là 22 triệu. À đây, con AB 2011 đấy này. Con này thì để cho mọi người mức giá rất yêu thương nhé, 14.500.000. Đấy, xe rất là đẹp luôn. Ok, cảm ơn anh em.